Rất vui mừng được chào lưu chào đón các bác đến với kênh YouTube của Trung tâm Điện tử Anh Phương. Ngày hôm nay thì anh Phương này đang có mặt tại quê hương chỗ trường sư phạm cao đẳng sư phạm Hà Long ở Uông Bí, Quảng Ninh, nơi căn phòng khách của chú em Tư, một trong những người con rất là đam mê về các cái môn phái rất đẳng cấp. Và ngày hôm nay thì em có đầu tư cho bố mình một bộ dàn âm thanh rất là cao cấp để phục vụ cho gia đình vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Các bác hãy cùng ngắm nhìn dàn máy nó đẳng cấp không? Một con đẩy QSC 2402, một con vang số D800 của DBL Cotic. Nhà em đã có một bộ mic UG9 rồi. Và chắc chắn rằng các bác nghe một cái là các bác phát hiện ra ngay đây là một đôi loa Mỹ được đến từ thương hiệu JBL, cặp loa mà chưa một lần cắm điện ở Việt Nam. Đó là cặp loa JBL 225. Đây là đại ca nhà mình đây. Đó. Nhà rất đông người thẩm âm và lắng nghe cái bộ dàn này. Phải nói rằng là chú là một trong những người mà đã từng trải nghiệm rất nhiều các dòng loa, thì hôm nay chú mới khẳng định bảo là loa Mỹ thực sự là đáng chơi và đáng sưu tầm. Nó hay thực sự, hát nó lọt tai và thực sự là tiếng của nó rất là sạch, tiếng mic của nó trong trẻo và rõ nét. Với một không gian gia đình đẹp như thế này để nên một đôi loa Mỹ, nó nổi bật và nó khoe luôn cái chất lượng của dàn máy. Đẩy QSC kết hợp với loa Mỹ nó đánh rất là ngọt các bạn. QSC thực ra là về nói về cái giải bass của nó rút rất là sâu, thậm chí nó còn hay hơn so với đẩy ground nếu các bạn mà thích nghe tiếng bass. Đấy. Và ngày hôm nay thì với một con vang số được đo đạc setup tại nhà, tóm lại là em vẫn cứ mong muốn các bác làm sao mua thiết bị. Nếu như các bác mua cả bộ thì em sẽ hỗ trợ miễn phí toàn bộ cái phí lắp đặt setup tại nhà. Còn nếu các bác mua phụ kiện thôi thì ví dụ như mua một đôi loa hay mua một con vang hoặc mua một đẩy, thì anh Phương vẫn mong muốn làm sao mà các bác có thể đầu tư thêm một chút. Anh Phương cũng sẽ hỗ trợ một chút để các bác có được một cái bộ dàn âm thanh được đo đạc và setup một cách chuẩn chỉ, để sao nó phù hợp với không gian phòng khách của chính các bác mua sản phẩm, và đồng thời nó khai thác được triệt để. Bởi vì là dù sao các bác mua đôi loa dù đời cao hay đời thấp thì cũng phải bỏ ra số tiền khoảng độ trên chục triệu rồi, cho đến vài chục triệu. Nếu mua về mà không khai thác đúng kỹ thuật thì chưa chắc nó đã hay. Nếu đã không hay thì đương nhiên là người sẽ nói ra nói vào, bảo là tưởng loa Mỹ thế này, tưởng loa Mỹ thế kia, hóa ra nó cũng chỉ như này thôi à. Thì em nghĩ rằng là thứ nhất là đầu tiên là các bác sẽ xấu hổ trước, bởi vì là đã bỏ tiền ra mà nó chưa đạt yêu cầu. Cái thứ hai là chúng ta nghe chúng ta cũng không khai thác được hết nó lãng phí cái số tiền chúng ta đầu tư. Cho nên là anh Phương rất mong muốn làm sao các bác làm cái chuyên môn về kỹ thuật để cho chúng ta có bộ dàn hay nhất, hát ngọt ngào nhất và nghe nhạc mềm mại nhất. Anh Phương xin cảm ơn chú cũng như cảm ơn chú em Tư đã đến với Trung tâm Điện tử Anh Phương để mua sắm cái sản phẩm thành Mỹ, được cam kết hàng bao zin trọn đời. Và ngày hôm nay thì anh Phương cũng bán được một vài món thiết bị khác nữa. Cũng cảm ơn tới tất cả các bác đã đăng ký kênh của anh Phương để chúng ta cùng trải nghiệm. Mọi chi tiết phối ghép cũng như mua bán thiết bị âm thanh hãy gọi cho anh Phương số máy 0974985555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.